Thằng kia bán miếng đất 10-20 đất biệt thự, biệt cái thủy thô mà chứ biệt. Biệt thự 10-20 mà xây kiểu gì? Trời đất ơi, nhà gì cũng không gian xanh, đổ nhà gì cũng có view gì trơn, nhà không khói 3D, ba bà nội mà chứ đê. Trời đất ơi, nó không hiểu em, mấy thằng đầu bò nó không hiểu cái gì gọi là nhà phố hết. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog của Duy Nguyễn. Thì ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ xua tan đi những cái áp lực bình thường trong cuộc sống, nó nói về những vấn đề kinh doanh nó hắc não quá. Bữa nay Duy tiếp tục chia sẻ các bạn những cái kiến thức tuyệt kỹ về bất động sản. Tất nhiên sẽ tình trình cho nha. Vì sao? Tại nó không liên quan tới gym. Nó không liên quan tới gym. Nếu mà bây giờ mình nói mình kêu các bạn bây giờ xây nhà làm phòng gym như mình đó thì mình quảng cáo đó, nên mình không chơi quảng cáo nữa. Mà ngày hôm nay là mình sẽ chia sẻ các bạn kiến thức bất động sản thiệt. Trước khi đến với chương trình, các bạn thấy bộ đồ mặt hôm nay cool chưa? Hot boy chưa mấy em? Hot boy chưa? Một cái điều không có xăm chỗ thôi. Xin trân trọng giới thiệu đồ mới. Đồ mới của THOL. Có hai phiên bản logo THOL nằm đây nè, bự ngay dưới. Bao giờ đó, nguyên tắc làm đồ gì đó phải vậy? Bộ ngực vĩ đại. Đó, để gì để logo THOL lên. Và cái kia logo BBT cũng để cái đây luôn. Thấy cặp vú trời cho không em? Thấy bà nội đi chứ trời cho cái gì? Thế tướng anh da này ngon không? Nhờ sao? Nhờ chạy bộ trên mái son đó nghe. Từ lúc anh mua mái son lên để trên lầu á, là anh tập xong lên chảnh anh chạy như con trâu vậy đó. Sách bên để cái đồ ra đợi để ra đồ và sang chảnh chưa. Cái hay của cái này là nó kết nối được những cái app này. Tại vì để đây chạy nhiều người ta quá ta nhìn hiểu không? Đó, anh chạy riêng luôn. Riêng mình chạy bù bụp xong rồi uống Aminokem, uống Effogan độ giờ nó săn quá. Thôi. Cái chủ đề bất động sản hôm nay tôi muốn nói á là giữa chủ đề nhà phố với biệt thự. Nhà phố biệt thự có một cái video trước nhà phố chung cư. Mà chung cư nó cũng bắp quá thì không bàn nữa nha mấy em. Giờ nhà phố với biệt thự. Thì cái mô hình nhà phố với mô hình biệt thự là cái mô hình các bạn quan tâm. Bạn trúng việc lót, bạn chơi biệt thự, bạn mà đi làm công ăn lương nhà nước thì bạn mua nhà phố. Thì cái nhà phố là một cái gì đó rất là phổ biến ở Việt Nam này. Ở nước Việt Nam mình cái mô hình nhà phố nó đầy luôn đó bạn. Nó như Mỹ. Mỹ nhà phố hầu như không có. Mỹ không thấy nhà phố luôn á. À, nhưng còn ở Việt Nam thì mô hình nhà phố rất là nhiều, rất là phổ biến từ Bắc vô Nam luôn. Vậy thì cái gì gọi là nhà phố? Bạn nhìn bốn cái THOL của tôi cái nào cũng là nhà phố đó. Nhà phố là những cái nhà nó nằm trên mặt phố, nằm trên những cái con đường. Đó nó kêu là nhà phố. Mà nhà hình dài dài, vuông vuông, hợp hợp đó. Không có thiết kế được cái con mẹ gì chứ không trời đó, nó kêu là nhà phố. Đó, bởi vì anh Duy Nguyễn thiết kế cái nhà vô mấy thằng mới học thiết kế bay vô xào trẻ. Trời đất ơi, nhà gì cũng không gian xanh, đổ nhà gì cũng có view gì trơn, nhà không khói 3D, ba bà nội mà chứ đê. Trời đất ơi, nó không hiểu em, mấy thằng đầu bò nó không hiểu cái gì gọi là nhà phố hết. Nhà phố mà thiết kế, how to thiết kế. Đúng không? Gọi là cái nhà phố là vẽ vời cho nó vui thôi, tại nhà mà hình ống. Mặt sau là coi như bỏ, mặt trước là mặt tiền. Mặt trước mặt tiền cùng lắm đẩy mấy cái ban công ra rồi trồng mấy chậu cây hết cửa rồi. Không làm ăn được gì hết á. Còn ví dụ như anh là kinh doanh, anh dát mặt tiền từ trên dưới phẳng băng luôn rồi làm kinh doanh. Nó kêu là nhà phố. Thì cái mô hình nhà phố á, nó có lợi gì? Nó có lợi nhà phố thì dùng để kinh doanh. Chứ mà gọi ít ai dùng nhà phố để ở lắm. Như anh Duy Nguyễn nè, anh Duy Nguyễn ở nhà phố nên anh Duy Nguyễn còn nghèo. Đó, anh Duy Nguyễn còn nghèo, sống trong một cuộc sống mà nó ồn ào xe cộ. Đúng không? Nó mặc dù anh ở trên cao, kiến anh hai lớp. Kiến của anh hai lớp nên xe bốc kèn nó không nghe. Nhưng mà những cái nhà phố khác đó, hay ví dụ giờ mấy em đi khách sạn đi. Mấy em đi khách sạn với bồ đi. Mấy em ở khách sạn thường nó ngoài nhà phố chứ đã gì. Đó mà ở cái phòng nào mà lỡ ngay mặt tiền cái á, khỏi ngủ, không ngủ được. Lý do nó bốc kèn tin vậy, tụt mút nó làm ăn được vậy đó. Ngủ cũng được nữa. Rồi chưa kể sáng tối cái rèm á,
rèm giỏm á, nó đậy không có sát. Mày rèm xịn, xin trân trọng giới thiệu rèm Bỉ Hà Lan mấy em. Mấy em nhìn cho thôi chứ anh chơi đồ châu không đó. Anh Duy Nguyễn là chơi đồ châu không đó, nó 3 năm mà chưa một lần giặt. 3 năm mấy rồi đó, phải không? Nè rèm này của Bỉ Hà Lan. Hệ nguyên hệ rèm của anh nào cũng Bỉ Hà Lan hết đó. Cái này nó mới là che sáng tốt. Đó, rồi có loại rèm mà rèm mỏng mỏng như tên cái chỗ mà anh để máy chạy bộ TT8 á, thì đó là rèm mỏng, rèm mờ mờ, rèm để lấy nửa sáng, đó là nghệ thuật chơi rèm nha. Nhà phố nó chỉ chừng đó thôi. Thì cái ưu điểm nhà phố là gì? Để kinh doanh, để làm văn phòng, để làm công ty hoạt động ra vô này nọ, bán hàng rồi mở phòng gym đồ, ok. Mua nhà phố. Còn nếu mà ở á thì ở nhà phố không có tốt. Không có tốt. Ở nhà phố không có tốt. Nên mấy em nè, mấy em vô những cái dự án á mà có bất động sản á, tụi em sẽ thấy cái nhà phố là cái nhà nó rẻ tiền nhất. Nó rẻ tiền nhất. Nó chỉ mắc thành chung cư thôi. Bao giờ nguyên cái dự án bất động sản, ví dụ như Win City ha, hay là Aqua City, hay là cái gì mà mấy cái bất động sản Việt Nam thì nó nhiều quá trời luôn á, thì bao giờ nó cũng phải quy hoạch vậy nè. Khu chung cư. Chung cư thì trong chung cư đó nó có cái tầng dưới á, nó làm tầng thương mại. Đó, xong rồi tới khu nhà phố xong nó tới khu biệt thự. Đó, hiểu không? Biệt thự đồ ven sông đồ này nọ ghê lắm, mới giỡn đâu. Nên cái chuẩn sống cao cấp nhất á của người dân ở Việt Nam là sống biệt thự. Đó, còn xào chẻ là biệt phủ. Tất nhiên biệt thự nó là chủ đề nó phức tạp lắm. Anh sẽ dành một series anh nói về cái quan điểm của anh về biệt thự và cái biệt thự trong tương lai của anh. Anh Duy Nguyễn sẽ cố gắng kiếm tiền làm lụm xào chẻ rồi bán súp này nọ kia đó, tập gym rồi này nọ kia, kiếm tiền xây cái biệt thự. Xây biệt thự ha, chứ không có xây gì nhiều hết á. Các bạn nghe thì các bạn sẽ nói rằng ồ, Duy Nguyễn nói chuyện sóc ốc. Trời ơi, ở nhà phố mặc tiền mà chê. Không phải anh chê. Tất nhiên cái nhà phố mặc tiền là nó mắc chứ nó không rẻ đâu nha mấy em. Bao giờ cái đất nhà phố nó cũng mắc hơn đất biệt thự hết á. Cái đó là luật. Anh nói thẳng luôn. Đúng không? Mấy thằng bất động sản ở biệt thự thì ngon thiệt, nhưng mà đất biệt thự nó không mắc bằng đất nhà phố. Đúng không? Bởi vậy thằng kia nói ơi, Duy Nguyễn giờ nói thiệt anh đừng có xạo vừa thôi, cái nguyên cái nhà đường số 6 của anh á, anh vô trường trong đường số 13 anh mua biệt thự anh mua nổi không? Xin lỗi mày dư sức. Bị đặt xạo xạo. Trời ơi, nghĩ sao đường số 6 soi đường số 13? Cái đường số 13 nó nằm đâu tích tò lò trong kia kìa, khu đất biệt thự không à. Mà đất biệt thự bao giờ nó trả rẻ đất nhà phố. Mày nghĩ sao đất nhà phố mắc lắm nha mấy em. Bởi vậy á, cái vấn đề xây biệt thự hay mua biệt thự cái đó nói sao? Anh sẽ nói sao? Nhưng mà bây giờ chủ đề đã nói là nhà phố với biệt thự. Thì ở là ở biệt thự, làm là làm nhà phố. Không ai mà đi làm trong biệt thự hết á. Vậy mà có mày. Có, Việt Nam mình gì cũng có, nó vi diệu lắm. Nó nói Việt Nam mình nó thiết, nó quy hoạch không cái gì ra cái gì hết á. Tự nhiên có ở đằng nhà kia kìa. Nó quy hoạch đâu mà năm xưa nó quy hoạch cái biệt thự. Mà không phải là khu đó khu biệt thự không à. Xong rồi cái tự nhiên mở quán karaoke. Trời đất ơi, mẹ bên Mỹ nó kiện buông đây quanh qua thằng đó không xúc quần nữa thôi á. Trời đất ơi, tự nhiên cái chỗ người ta đang ở không à, ông mua biệt thự vô, ông cho thuê làm quán karaoke. Khách nó ra vô nườm nượp, nó phiền hà hàng xóm láng giềng này nọ kia. Nên ở Việt Nam mình nó còn ở lộn xộn. Chứ ở bên Mỹ thì nó không có nha mấy em, anh chia sẻ thêm thôi, anh không có so sánh. Cuộc đời nó không bao giờ so sánh hết. Anh nói chung là anh đi lại lại và tìm hiểu khá nhiều những cái quốc gia. Nên anh biết ở bên Mỹ á, là chỗ làm là làm, không có ở. Office thì nó ra office, đúng không? Rồi mo thì nó ra mo, chứ không có chuyện mà thằng chủ làm xong ngủ ở đó. Không có. Không có nha. Nên chủ nó phải có cái nhà hao riêng. Ví dụ như anh qua Mỹ anh làm nhà, anh làm tú ông đi, anh làm chủ tiệm nail. Thì cái tiệm nail của anh gọi là cái cơ sở kinh doanh, kêu là business, đúng không? Thật ra nó giống như cái shop house này nọ thôi, nó giống như những cái nhà phố của chúng ta vậy đó. Nó là một sàn ở dưới này nọ để mở tiệm nail này nọ. Thì anh Duy thuê mở tiệm nail đó. Anh Duy không có quyền ở lại cái nhà đó. Anh không có quyền, không có quyền ở lại nhà đó làm cái bếp rồi dựng cái phòng ngủ rồi nuôi con chó rồi không có gì đó. Anh Duy Nguyễn phải mua thêm cái nhà hao nữa nằm trong khu nhà, hiểu không? Cái nhà hao á là cái dạng nó giống như biệt thự vậy đó, nhưng mà nó là nhà thôi, nó chưa là biệt thự. Đó, thì nó quy hoạch tách biệt vậy. Còn Việt Nam rất là lộn xộn, rất xô bồ, có biệt thự nó kinh doanh luôn. Mấy anh thấy nó đúng không? Có biệt thự nó kinh doanh chứ mấy không đâu. Tụi nó cho người ta thuê xong rồi làm gì, bán nhà hàng đồ có hết. Rồi xong rồi có nhà phố để ở luôn. Tự nhiên cái nhà phố, đáng lẽ nhà phố kinh doanh, không, nhà phố ông kia cũng ở. Sải cửa xuống đi làm tối chắc xe chạy vô. Trong vòng đây cũng có nè. Đó, xong rồi tự nhiên cái thằng kia nó kinh doanh nó ồn quá, quạo qua chửi nó, quýnh lộn cơ bò nó liền. Ê mày tao ngủ nè kia, ông ngủ ông vô mua nhà biệt thự mà ở. Chỗ người ta làm ăn, cả lộn hoài à. Nên cái vấn đề đó Việt Nam mình giờ nó tào lưa hết á.
nên anh chia sẻ kiến thức cho tôi biết. Còn bây giờ nói về đất, cái đất sao gọi là đất biệt thự? Đất biệt thự đâu phải em muốn nói đất biệt thự là đất biệt thự ha. Cái loại đất mà để làm biệt thự đó không phải hình vuông, đất hình vuông ông ơi. Thằng kia bán miếng đất 10-20, đất biệt thự bị cái gì ngô mà cái biệt thự 10-20 mà xây kiểu gì sao xạo. Bởi vì cái khái niệm biệt thự ở Việt Nam mình á, mấy thằng bất động sản nó muốn nói sao nó nói à mấy em, nó muốn nói sao nói à. Vậy thỏi mày 10-20 mày xây biệt thự kiểu gì mà nói tao nghe nè, suốt mày luôn chứ xạo, đúng không? Cái biệt thự á là tối nó là phải hình vuông, diện tích tối đa của nó phải 400m trở lên rồi mới cho là biệt thự luôn nữa chứ đừng nói 300m cũng hẻo nữa. 300m đó là biệt thự mini, đúng không? Mà biệt thự mini thì nó sẽ bị cắt gọt rất là nhiều cái tiện ích đó. Bây giờ nói tóm lại, chào ta rối nha. Bây giờ là nhà phố là nhà nằm trên đường to, nó kêu là nhà phố, còn dần đường nhỏ hơn kêu là biệt thự, hiểu chưa? Yes. Vậy đi, giờ chuẩn mới nha, chuẩn này chuẩn hiện đại nha, không chơi chuẩn hồi xưa nha. Thí dụ như con đường số 6 coi là đường bự nó, tụi em muốn biết đường to đường nhỏ cứ nhìn đường số 6 đi. Đường số 6 này không thể nào coi là biệt thự được, đường biệt thự phải đường số 13, đường số 5 này nè. Tức là đường á mà hai cái xe hơi nó né nhau thoải mái á, đó là kêu là đường biệt thự, hiểu vậy đi. Còn giờ đường mà ba cái xe hơi, bốn cái xe hơi nó né nhau thoải mái á là không thể nào biệt thự được. Tại vì cái biệt thự là gì? Biệt thự là nơi để ở, mà nơi để ở thì cần cái gì? Cần nó yên tĩnh, đúng không? Cần nó yên tĩnh và cần cái đường giao thông nó vừa đủ thôi để cho xe cứu hỏa xô vô, xe cấp cứu vô, xe hơi vô, đó là biệt thự. Còn cái đường mà nó VIP hơn á, đó là nhà phố. Còn cái hẻm á là không có cái từ điển rồi định nghĩa nha. Cái hẻm là không có từ điển rồi định nghĩa hết ba. Có mình Việt Nam có hẻm à. Bây giờ mày kêu hẻm là thua luôn, không biết định nghĩa hẻm là gì luôn. Hẻm xe hơi. Hẻm xe hơi là gì? Không biết là nhà phố biệt thự không, kể đó. Cái chỗ đó là sách vở không ghi, từ điển không ghi, tụi em muốn xây gì tụi em xây. Rồi, đất nhà phố, đất biệt thự đó là mắc hơn. Đất nhà phố luôn mắc hơn. Nếu mà ở cùng một cái vị trí tương đương thì đất nhà phố phải mắc hơn đất biệt thự khoảng chừng 3-40%. 3-40%. Cái này tụi em không biết là tụi em dở luôn. Tụi em dở, tụi em sẽ dính vô bài của mấy bất động sản nó gạ. Nó ồn mà anh đang lên mua đất nền biệt thự, tụi nó vô quảng cáo quá trời mày. Nào là dự án, thôi mới dự án bỏ không quên, không nói. Dự án bên này không nói, dự án là nắp nha. Bên này nói đất tự do. Đất tự do, đất của dân á. Rồi. Thằng kia nó nói, ông Di ơi mua đất biệt thự hả, em có 400m² nè, lấy không? Cái đó 400m² nghe có lý á, ở đâu vậy? Xong rồi cái nó gửi anh sổ 400m² đâu phải một miếng đâu ba. 4 miếng, miếng 1 miếng 100. 45 lần trăm đó. Xong nó có 4 nền kế bên, nó kêu ghét vô mua vậy đi, mua lượt 4 nền. Xong rồi anh xây biệt thự ở đó. Nói má ơi, tao mà ngu như vậy tao có ngày hôm nay không? Nếu mà anh Duy Nguyễn mà ngu như vậy, Duy Nguyễn ngày hôm nay không em? Tại sao anh Duy Nguyễn không mua miếng đó? Tại đơn giản cái chỗ đó phải biệt thự ông ơi. Bây giờ tự nhiên tao mua đất biệt thự mà tao nằm kế bên thằng nhà phố kia, tao ở làm cái con mẹ vậy? Hợp lý không? Rồi mai mốt tự nhiên tao đang xây biệt thự ngon lành, cái mai mốt cái nhà kế bên nó xây, nó mở ra chơi game đồ, rồi lẩu dê đồ, rồi tối nó nhậu vô rồi nó giành gái đập lộn nhau, tao sống sao, đúng không? Cái đó tầm bậy, không được. Biệt thự nó phải nằm gần biệt thự ông ơi, không có biệt thự mà nằm giữa ruộng không chơi. Biệt thự nằm giữa ruộng vô tối trộm nó cướp, nó cắt cổ mày luôn. Trời đất ơi, mày biết ngày cướp biệt thự chưa? Ủa, ngày cướp biệt thự Việt Nam ghê lắm á em. Má cướp chó đi xe hơi không đó. Giờ xe máy là sửa rồi, ai center là rồi bỏ. Cướp đi xe hơi không, mày ở biệt thự một mình mày là mồi cho cướp. Ở biệt thự phải ở theo gần nhau đó, vậy nó mới tạo thành một cái hệ thống an ninh đó, khu đó nó mới ghê, nó ngon. Nó cái đó không được, cái cú mày thôi thua đi. Ở biệt thự là gì, là thấy đẳng cấp của người sống, đẳng cấp của chủ nhà, chứ không nào mà đi mua cái biệt thự mà cái chỗ dân trí thấp hết. Cái đó nó thẳng mấy em, không có thằng nào đi mày xây cái biệt thự ở chỗ dân trí thấp. Mình phải xây biệt thự ở chỗ dân trí cao, mình sống cái dân trí nó quan trọng, an ninh nó quan trọng đó. Nên cái bài toán nhỏ tầm bậy đó là một cái tầm bậy. Cái tầm bậy thứ hai nè là 4 miếng ghép vô vậy á, mốt tự nhiên biệt thự tao nhà 4 số hả?
nhà 4 số lần sau giống như Bình Tân nè, 2 số nè, 107, 109. Đúng không? Nhưng mà anh nói 107 thôi cho lẹ. Vậy mốt nhà biệt thự 4 số mà gửi thư cho chết bà luôn. Rồi 8, 10, 12, 14. Biệt thự 4 số. Không mua. Cái thứ ba không mua, mắc. Mắc. Tại vì đất nhà phố bây giờ nó mắc đất biệt thự hết. Đất nhà phố nó mắc đất biệt thự, đất nhỏ mắc hơn đất lớn. Tụi em phải nhớ, ghi vô, ghi sổ vô. Đất nhỏ mắc đất lớn nha. Tụi em nghĩ là đất lớn mắc đất nhỏ là lộn. Thí dụ như bây giờ nền 6-12, một nền 6-12 thì hai nền nó cộng lại nó sẽ mắc hơn một miếng đất 12-12. Cái đó là lý lẽ bình thường. Tại sao? Tại vì cái hàng nào bán càng nhiều người mua thì nó càng mắc. Còn cái hàng nào bán ít người mua thì nó sẽ lại lại. Còn tất nhiên nó sẽ xào chẻ khi gặp đối tượng. Ví dụ thấy như Nguyễn cần nó quá, cái đó ép thì nó khác, nên không có mua được. Bây giờ giải thích cho tụi em để bonus tụi em là kết thúc video nè. Nè, tại sao á mà đất biệt thự nó là rẻ đất nhà phố? Nó có hai cái lý do. Thứ nhất, biệt thự chỉ để ở, không để kinh doanh, đúng chưa? Cái thứ hai nữa, biệt thự xây ít hơn nhà phố, xây ít hơn nhà phố. Đó, thí dụ như em mua miếng đất biệt thự em xây được tối đa có 2 lầu à, 2 lầu một trệt. Còn nhà phố thì xây được 4-5 lầu, 5-6 lầu tùy chỗ đó, đúng chưa? Nên từ đó cái đất nhà phố nó sẽ mắc hơn, đất nhà phố nó sẽ mắc hơn. Rồi chưa kể cái đó là nói về số lầu, còn thứ hai là nói về mật độ, mật độ xây dựng. Đất nhà, đất biệt thự em xây mật độ 50, đất biệt thự em xây mật độ 50, đất nhà phố em xây mật độ tùy chỗ, tùy đường, bao giờ cũng từ 70-90 có cái 100 luôn, 100 là trong vùng một, đất nhỏ xíu cho xây 100 luôn. Đó là bài toán về mật độ xây dựng nữa. Thì những cái gì anh phân tích vừa rồi đó, chứng tỏ đó là cái mà nhà phố với cái biệt thự á thì không có nào hơn cái nào hết đó. Cái nhà phố dùng để kinh doanh, cái biệt thự dùng để ở, không có làm chiều ngược lại. Nhưng mà hiện tại Việt Nam mình vẫn làm chiều ngược lại, tại Việt Nam mình chưa rõ ràng. Việt Nam mình nó còn cái nó một số vấn đề cần phải phát triển nên chưa rõ ràng. Vậy thì cái nào gọi là biệt thự? Không phải cái nào cũng là biệt thự. Thí dụ cái nhà đang bậy bạ biệt thự đâu được. Nhưng mà trên bất động sản, lên những cái trang bất động sản nó rau vặt á, nó sẽ ghi tùm lum hết, biệt thự nó lạm dụng vô tội vạ. Vậy thì biệt thự nó cần phải có những cái căn bản về diện tích. Hồi nãy nó là vuông mới được biệt thự chứ nhà mà dẹp lép biệt thự gì, đúng không? Bây giờ 10-20 không thể nào xây biệt thự được, không thể nào xây biệt thự được. Nhưng mà giờ có mấy người kia nó cứ xây cái nhà, xong rồi cái nóc nhà nó bắt chước kêu biệt thự, nó giả vô cái nó ghi biệt thự giả nó, xong nó rao biệt thự gì nhà này á, biệt thự nhà này. Nên cái nhà phố ở Việt Nam á thì em nhìn những cái tuyến phố như tuyến phố của anh nè, nó là nhà phố. Còn có những cái nhà phố khác nó là nhà BD. Cái nhà BD là cái nhà mà nó mô hình nó giữa nhà phố với giữa biệt thự á. Tức là cái cũng diện tích đó thôi, bản chất nó là nhà phố, nhưng mà nó xây cái nóc nhà với cái cổng á nhưng biệt thự vậy đó. Vậy thôi à. Cái nó cứ ghi biệt thự cơ, ghi biệt thự thôi. Xong rồi giả rồi xào chẻ rồi lum, nói chung là biệt thự chuẩn là một cái gì đó nó sẽ rất là hay. Biệt thự với villa là một đấy, dụng từ. Thí dụ như những cái nào mà cổ điển á, cái cửa vàng vàng đó, cái hàng rào sắt sắt đồ này nọ đó, rồi thì cổ điển á nha, thì nó kêu là biệt thự. Còn villa là nó sang, nó sử dụng kính hiện đại này nọ kia, nó không có màu mè qua lá chuối, thấy không? Còn cái biệt phủ á là nhìn nó như cái lâu đài á, nhìn như mấy lâu đài Trung cổ mà nắp vòm đồ tròn tròn đồ, nhìn ghê lắm, biết để làm gì nữa. Đó, thì cái video ngày hôm nay anh chỉ phân tích sơ sơ cho em là giữa nhà phố với biệt thự nó có sự khác biệt, một cái dùng để ở, một cái dùng để làm đó. Và đi phân tích vô chút xíu từng cái đặc điểm của loại nhà phố và biệt thự. Còn video hôm sau anh nợ tụi em đó là một cái biệt thự căn bản và đẳng cấp thì nó cần có những cái gì, để sau này tụi em có lấy vợ giàu á kêu nó xây cho mình cái biệt thự giống vậy, chứ không á thì ra đường tao nói mình có tiền mình chơi ngu nha mấy em. Bye bye, chơi là có hiện đại như Duy Nguyễn nha. Hay thì mua súp đi ba, giàu nghèo mẹ gì, lai xe là đương nhiên rồi, có chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.